bố mà còn bị cấm. Nghe cô chủ nhiệm thông báo về việc con trai đã có người yêu, bà mẹ tức giận, gọi cậu con đang ở trong phòng ra và quát. Thằng kia, mới có tí tuổi mà yêu đương cái gì? Bây giờ con phải lo mà học hành cho tốt, để con chuẩn bị mà thi vào đại học nữa chứ con. Bị mẹ mắng, cậu con trai ấm ức cãi. Con đã 17 tuổi rồi, không quen bạn gái, thì đợi đến bao giờ hả mẹ? Bị con cãi, bà mẹ hất hàm về phía ông bố đang ngồi xem tivi và nói, đấy, anh có nghe thằng con quý tử của anh nó cãi tôi gì không? Ông bố bị vợ trách, quay ra cậu con chậm rãi khuyên bảo, mẹ mày nói đúng đấy con ạ, à. Bố đã ngoài 40 tuổi rồi mà mẹ mày còn cấm yêu nữa là mày. Nỗi khổ của anh shipper. Anh bạn tôi có cô vợ cực lười, nhà thì tận tầng 3. Mỗi lần cô ấy mua hàng đều ghi chú tôi có thai, đề nghị mang hàng đến tận cửa phòng. Rồi một hôm, anh chàng shipper đứng dưới đường hét vọng lên, 3 năm, tôi chịu đựng cô, 3 năm rồi đó, cô mang thai na cha thái tử à. Trao vía, bà Lanh hạ cái thúng đang cắt bên cạnh sườn, bà trao trao trên ngọn khóm dứa dại, miệng lẩm bẩm, cha bà nhà mày chứ, sáng ngày ra bà đi chợ, mày ở đâu lù lù đi đến, miệng thì như ngậm hột thị, bà đã biết cái vía của mày, bà đã chủ động chào mày rõ to, mà mày lại không thèm hé răng trả lời, còn trợn tròn đôi mắt ra mà nhìn bà. Bà trao vía cho chừa cái thói lì lợm mới đi. Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía. Bà trao xong, bà nguôi nguẩy cắp thúng đi tiếp. Trên khuôn mặt của bà vẫn còn tức giận. Lên đến chợ, bà rẽ vào dãy bán thịt lợn. Bà đến mấy bàn thịt, rồi lật lên để xem. Bà xem đi xem lại mà chẳng có miếng nào ưng ý. Miếng này thì mỡ khổ dày quá, miếng kia thì hai chỉ không ra hai chỉ, ba chỉ cũng không ra ba chỉ, toàn là mỡ lèo nhèo. Bà chép miệng chê bai một lúc rồi đi tiếp tới bàn thịt tiếp theo. Bà rất vui khi đã nhìn thấy miếng thịt vừa nạc vừa ngon đúng như ý muốn. Bà tiến lại lấy tay giữ chặt, vì bà sợ người ở xung quanh mua mất. Bà hỏi chủ sạp thịt, lợn cô làm thịt từ bao giờ mà thịt trắng ạch ra như thế? Cô bán thịt nhìn bà tỏ vẻ nhẫn nhịn, bà xem lại đi ạ, miếng thịt vẫn còn nóng hổi đỏ tươi thế này cơ mà. Gớm, các cô làm hàng giỏi lắm, thịt hôm qua còn lại các cô nhúng tí tiết vào nhìn nó tươi lên ngay. Cô bán hàng khó chịu bèn lia lia cái dao bầu để cạo lông. Nghe bà nói thế, cô không kìm được lòng mình, cô gắt lên, bà đi ra chỗ khác để tôi còn bán hàng. Sáng ngày ra bà đã bị ém quẻ rồi, buồn bán thế nào được. Nói xong cô bán thịt xé lấy một phần hai tờ báo rồi bật lửa đốt đùng đùng. Miệng cô nói to, ba hồn bảy vía, vía lành thì ở, vía xấu thì. Bà Lanh vội vàng cắp thúng quay đi. Trong đầu bà lại nghĩ về con bé bà gặp ban sáng. Bà thầm chửi rủa, cha bà nó chứ, biết ngay gặp phải con chết tiệt mà. Bà đi ra hàng cá, những con cá mập tròn đang tung tăng bơi lượn trong chiếc thùng ni lông. Bà đưa bàn tay vào khoáng khoáng, bà hớt con này, bà lại chòi con kia. Bà nghĩ, cá béo tròn thế này, khéo người ta cho ăn thức ăn công nghiệp, mình mà mua về ăn, kẻo bị ung thư thì cũng chết. Nhưng bà vẫn phải mua, vì hôm nay nhà bà có thợ gặt lúa giúp. Bà hỏi anh bán cá, con cá trồi này bao nhiêu tiền thế cậu? Dạ, cá 100.000 một cân bác ạ. Tôi hỏi con này bao nhiêu tiền cơ mà. Anh bán cá nhanh nhảu vớt cá lên và cho vào đĩa cân. Rồi anh trả lời, con này 2,5 cân, cháu lấy bà 240.000 nhé, để bán hàng cho may mắn.
Bà đứng dậy rồi lắc đầu. Con cá bé tẹo mà những 2,5 cân, khéo cái cân của cậu sai rồi. Hôm trước tôi mua con như thế này có 150 ngàn. Anh bán cá bực tức vì sáng sớm chưa mở hàng đã gặp ngay phải vía óng ả óng ẻo của bà. Anh ta cồn cáo nói, con cá này mà bà còn chê, bà lại bảo cân thiếu. Thôi, bà ra kia mua cá ươn về mà ăn nhé. Không có tiền, bà bảo luôn đi, đây hạ giá cho. Nghe thế thôi, bà đã vô cùng tức giận. Bà máu 6 cơn nổi lên, bà trút hết cả ra. Mày tưởng chỗ nhà mày có cá hả? Mỗi nhà mày hả? Nhìn kia, ngập chợ cái kia. Bà có tiền, bà mua ở đâu chẳng được. Chưa gì, đã tỏ ra khinh người. Bà đây không thèm nữa. Nói xong, bà quay đi luôn. Anh bán cá múc lấy một gáo nước té theo bà, làm bà giật bắn cả mình. Bà sợ nên bước đi thật nhanh. Bà Lanh mệt quá liền ghé vào quán nước chè tươi. Bà bảo cụ già múc cho một bát. Biết tính của bà, cụ bán nước múc ra cho bà một bát nước chè cốt, nhưng lần này bà khát quá nên bà mượn thêm chiếc bát nữa để san làm đôi. Bà xin thêm nước sôi cho vào rồi uống một mạch hết luôn. Cụ già bán nước nhìn bà cười nhẹ, cụ lắc đầu cảm thông. Bà Lanh lững thững rồi đảo quanh mấy vòng chợ nữa, cuối cùng bà cũng mua được mấy lạng thịt và ít cá tép cho vào chiếc thúng. Trong thâm tâm của bà vẫn còn giận con bé sáng nay bà gặp. Bà nghĩ bụng, lần sau có gặp mày, bà ở nhà ăn cơm với mắm còn hơn. Người ở đâu chém vía thế mà vẫn còn dai như đỉa đói. Bà đi ra tới cổng chợ hỏi giờ anh gác cổng. Họ nói với bà là đồng hồ đã chỉ sang 11 giờ 30 phút trưa. Bà hốt hoảng vội vã rảo bước thật nhanh để trở về nhà, vì bà còn phải nấu cơm cho thợ gặt. Bà thở hổn hển và buông giọng, cha bà con bé này vía mày nặng thật. Não nề. Thơ vui, ai ơi đừng lấy vợ xinh, suốt ngày hầu hạ sai mình như con. Cái thời vợ chồng còn son, mỗi đứa một việc vẹn tròn bên nhau. Từ ngày sinh đứa con đầu, vợ sai vợ khiến khác nào ô xin. Nào là anh phải nấu cơm, rồi phải giặt giũ, làm thêm lau nhà. Bữa ăn phải có thịt gà, sườn heo tôm sú, thịt bò thịt dê, cá lóc kho nghệ lại chê. Khó ăn xương lắm, não nề làm sao. Có lúc mệt quá thì thào, em giúp anh tí có sao đâu mà. Nhưng vợ kiên quyết bảo là em đang ở cữ, việc nhà phải kiêng. Nếu cho con bố thay em thì em sẽ ráng giúp anh pha trà. Còn không, mọi việc trong nhà anh phải lo hết, thật là vô duyên. Từ đó chẳng dám than phiền, rửa bát rửa đũa thường xuyên kịp thời, bắc thang lên hỏi ông trời. Ông cười vợ đẹp sướng rồi than chi. Tranh cãi ngôn từ. Buổi tối sang nhà ông chú chơi, đang ngồi vây quanh bếp nướng khoai thì thằng Tèo, con của chú, gọi điện về. Chú mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Thằng Tèo bảo, bố ơi, thế là trường của con từ hôm nay chuyển từ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thành Đại học Bách Khoa Hà Nội rồi. Bố nhớ để ý cho kỹ, để có gì còn thông báo lại cho các bác ở quê bố nhé. Chú hốt hoảng hỏi thằng Tèo, trời ơi, tao ở quê làm lụng vất vả, phải bán hết bò, hết lợn, nuôi mày ăn học. Tưởng thế nào, mới lên thành phố học chưa được 1 năm mà trường không còn là trường nữa, thì nó thành ra giống gì hả con? Dạ, nó không phải là trường nữa, nhưng vẫn là trường, mà lại không hẳn là trường bố ạ. Sư bố nhà anh, sao mày có học mà lại nói năng loằng ngoằng như bọn bình luận viên bóng đá như thế? Tao nhớ đêm qua coi bóng đá, thay vì nói phạt góc cho Nhật Bản thì bình luận viên lại ngân nga một quả phạt góc
cho đại diện đến từ châu Á. Mày giải thích rõ hơn xem nào. Bố quanh quẩn sau lũy tre làng quá, không biết lại còn hay cãi cùn. Con nói để bố nghe này, theo luật giáo dục thì trường đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, còn đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực. Nôm na thì đại học là bố của trường đại học. Trường đại học là con của đại học, chẳng qua từ ngữ tiếng Việt nó phong phú quá nên bố khó hiểu thôi. Thôi tao hiểu rồi, có phải giống như thu phí thì gọi là thu giá, đánh đập người khác thì gọi là tác động vật lý, trai gái bổ bịch, hủ hóa thì gọi là nâng đỡ không trong sáng, có đúng không? Thằng Tèo gắt, thôi thôi bố ơi, bố đi nấu rượu đi, tháng sau gửi lên cho con bao gạo với cân cá khô nhé, con hết tiền rồi. Hạt dẻ có chân. Con hỏi mẹ, mẹ ơi, hạt dẻ có chân không ạ? À? Mẹ chưa đáp. Con lại tiếp, thế mà lúc vừa rồi con vừa ăn một hạt dẻ có chân đấy mẹ ạ. Người mẹ, trời ơi, mày chưa thấy con gián bao giờ hả con? Có một vị khách đi mua sữa bò vào một sáng cuối tuần. Khi đang đi thì gặp gánh hàng rong đang bán sữa bò ở ven đường. Anh tiến đến và hỏi giá. Người bán hàng rong trả lời, một chai 3 đồng, 3 chai 10 đồng. Anh không nói gì, liền lấy trong túi ra 3 đồng để mua một chai, rồi mua thành 3 lần. Mua xong, anh ta rất đắc chí cười lớn với người bán hàng rong. Ông có thấy không? Tôi chỉ trả 9 đồng đã mua được 3 chai sữa. Người vợ nói với chồng vào buổi sáng, anh có thể tưởng tượng được không? Hôm nay em nằm mơ thấy anh tặng em một chiếc vòng cổ kim cương sáng loáng. Giấc mơ này ý nghĩa là sao nhỉ? Người chồng hôn cô và trả lời, em sẽ biết ý nghĩa của nó vào tối nay thôi. Buổi tối, người vợ về đến nhà sớm hơn thường lệ, dọn bàn rán thịt, khui chai rượu, thắp nến. Chồng cô về sau đó và đưa cho cô một hộp quà. Cô mở ra và ở đó trình hình giữa hộp một cuốn sách lý giải mộng mị toàn tập. Bảy điều di chúc cho vợ. Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi, ai chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt. Khi anh ra đi thì đây là di chúc, em hãy nhớ làm những điều anh dặn nhé. Thứ nhất, mang cất ngay dàn karaoke vào gara. Giọng em tối nào cũng giống lên hãi hùng như thế. Nếu anh không còn, con mẹ mễ mập sau nhà nó nhảy sang xé xác em ngay. Hai, tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá ngay để có kẻ hầu hạ thay thế chỗ cho anh. Trong số bạn của anh đề nghị em lấy thằng Long vì khi còn sống, anh ghét thằng này nhất. Vì lúc nào nó cũng vênh cái mặt lên cho rằng đời nó hơn anh mọi thứ. Lấy em xong là đời nó sẽ tàn. Thử xem nó còn huênh hoang được nữa hay không. Thứ ba, nếu thằng Long không chịu lấy em thì em lấy thằng Thu. Thằng này mang nữ tính, bảo gì nghe nấy. Em đỡ phải quát tháo như em đã quát anh. Thứ bốn, nhưng em chớ có lấy thằng Dư. Nó có võ bình định, hỗn như em thì nó úính không chết cũng u đầu đấy. Tội nghiệp mấy đứa con anh đã mất cha, giờ lại thành mồ côi mẹ. Thứ năm, cũng đừng lấy thằng Phú, mắc bệnh đau tim. Cứ mỗi tháng credit card của em gửi bill về, nom thấy là nó bị đột quỵ ngay, em sẽ thành góa bụa lần nữa. Thứ sáu, nếu cả bốn thằng Long, Thu, Dư và Phú đều không chịu lấy em,
Thì em chớ có đi Mỹ viện sửa sang hỏng tái giá để dành tiền ấy mà nuôi con, vì anh biết chắc là chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng 1 tháng. Thứ bảy, em cũng đừng theo tục lệ Việt Nam nấu cháo hay nấu cơm cúng giỗ cho anh. Hễ em nấu cháo là khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm Vương thêm nổi giận. Còn em, cơm em nấu thì thôi, anh xin miễn. Em muốn cả địa ngục đau bụng vì ăn phải gạo sống thì cứ việc nấu. Yêu em thật nhiều và không mong gặp lại kiếp sau. Mẹ em có nuôi một con lô, nuôi cũng khá lâu nên mẹ em rất chiều chuộng nó, chiều nó hơn cả em. Em xin 3.000 đồng ra quán nét ngồi một lát mà mẹ không cho. Vậy mà hàng ngày mẹ nuôi lô hết 560.000, có hôm còn gấp đôi. Em chả biết nó ăn gì mà tốn kém đến vậy, mà không biết nó có dễ thương không nữa. Em chưa thấy nó bao giờ, chỉ biết là chiều nào mẹ em cũng qua nhà chú hàng xóm bán nước trà để gửi tiền nuôi nó, rồi tối về lại ra cửa ngóng tin tức của nó, xem nó có ăn uống đầy đủ không, có béo lên không. Ngày nào nó không về là mẹ em lại bỏ cơm. Cả tháng nay nó đi mất tiêu, mẹ em buồn lắm. Chiều qua mẹ em quyết bỏ không nuôi nữa. Đến đúng 7 giờ tối nó về, em không hiểu nó đã làm gì mà mẹ tức đập hết đồ đạc trong nhà. Nó về rồi mà. Giấc mộng. Từ ngày nhậm chức tới giờ, Hoàng mải lo tiếp và chiêu đãi quan trên. Hôm nay, Hoàng mới có dịp mời anh em nhân viên cấp dưới của mình. Chà, vui đáo để. Hoàng uống khá nhiều. Hoàng về nhà, trời cũng vừa sẩm tối. Hoàng đánh xe vào sân. Hắn thấy ông già hắn đang ngồi với một người đàn ông trung niên. Khi Hoàng vừa bước vào, ông già hắn đã giới thiệu: "Chú Khải đó con." Hoàng vừa nghe tên chú Khải đã khúm núm: "Dạ con chào chú ạ." Ông già hắn chỉ chiếc ghế bảo hắn: "Con ngồi xuống đây nói chuyện với chú, gia đình mình mang ơn chú nhiều lắm đây." Hoàng biết ông Khải ngày xưa là cấp dưới của ông già hắn, nhưng giờ ông Khải làm to lắm, đứng đầu cơ quan quyền lực mà hiện hắn đang làm việc. Cũng nhờ mối quan hệ đó và cả vấn đề tế nhị mà Hoàng mới được ngồi vào ghế mà bản thân hắn không bao giờ mơ tới. Hoàng ngồi vào bàn, ông Khải nhìn hắn rồi ngoảnh sang phía ông già hắn rồi nói: "Cứ cho cháu ở vị trí đó, còn tôi, cháu nó còn tiến xa hơn nữa." Nói chuyện một hồi lâu, ông Khải ra về, mẹ hắn cũng theo ông già hắn tiễn chân vị quan khách. Còn hắn thì mệt vì uống quá nhiều rượu, hắn lên giường ngủ lúc nào không hay. Hoàng từ một đội trưởng, hắn nhanh chóng leo lên chức trưởng phòng. Tuy cái ghế trưởng phòng chả liên quan gì đến nghiệp vụ của hắn cả, nhưng chả sao, Hoàng chỉ cần trau chuốt lau chùi cho chiếc ghế của mình là được. Mọi việc đều có cấp dưới làm. Hoàng cũng kiếm được một cô thư ký, cô gái vừa đẹp vừa thông minh. Mọi việc đều do cô thư ký chân dài trải nghiệm. Còn Hoàng chỉ biết kiếm được nhiều tiền. Hoàng bỏ cô vợ xấu xí ở quê, cô thư ký chân dài đã trở thành phu nhân của hắn. Rồi với bản năng và thủ đoạn của mình, Hoàng hạ bệ dần những người nâng đỡ hắn. Hắn tìm cái ô mới. Giờ hắn nghiễm nhiên ngồi vào vị trí của người nâng đỡ hắn khi xưa, đó là Khải. Hoàng cũng hay làm từ thiện nên hắn được lòng dân chúng lắm. Người ta ca ngợi hắn, báo chí viết về hắn, tôn vinh hắn. Đùng một cái, người đỡ đầu của hắn, cái ô khi xưa của hắn vào lò. Hoàng hoang mang lo sợ và cái gì tới cũng sẽ phải tới. Hoàng cũng vào lò theo cái ô của mình. Hôm nay
tòa xét xử tội trạng của hắn. Khi tòa tuyên án tử hình, hắn gục xuống gào lên: "Không, không!" Hoàng giật mình tỉnh dậy. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn ngôi nhà mà từ trước đến giờ vẫn đang ở. Hắn chạy ra ngoài, hắn nhìn thấy vợ hắn, cô vợ xấu xí, chứ không phải là cô thư ký chân dài trong mơ của hắn. Hắn chạy đến ôm chầm lấy thị, đôi mắt của hắn bỗng nhòe đi. Mùa đông đã đến, Vô Va chạy sang vườn nhà Masa chơi. Trời rất lạnh, tuyết phủ trắng xóa. Vô Va và Masa quyết định đắp một người tuyết. Sau khi đã xong xuôi phần chính, Masa bảo: "Anh đợi em nhé, em vào nhà lấy củ cà rốt đã." "Em lấy luôn hai củ đi, củ thứ hai để làm mũi của nó." Một lần nọ, bắt gặp quả tang hai người họ ở một quán ăn sang trọng. Cô vợ khóc lóc nghẹn ngào nói với người chồng: "Thế mà anh cứ luôn mồm nói em như là nhân sâm quý giá đắt tiền, còn bồ thì chỉ như là mớ rau ở ngoài chợ." Anh chồng với gương mặt tỉnh bơ thản nhiên đáp lời vợ: "Em nghe này, anh nói như vậy là đúng quá rồi còn gì. Thế này nhá, nhân sâm quý giá chỉ khi nào đau ốm bệnh hoạn người ta mới uống, mới dùng, chứ còn như rau, em thấy rồi đấy, ngày nào mà ta chả phải ăn nó chứ." Chết là hết. Ba cha con hứng lên rủ nhau đi nhậu. Đang lúc vui thì bất ngờ ông già tía chuyển đề tài: "Mai mốt ba có toi thì mấy đứa cứ thiêu rồi giải xuống sông xuống biển cho nó mát." Con gái mắt mở tròn xoe: "Ba này, đang vui nói chuyện xui xẻo không à? Ông bà nội cũng có chịu thiêu đâu, nội bảo thiêu nóng lắm." Già tía bật cười nói: "Chết rồi thì còn biết gì nữa mà nóng, quy luật tự nhiên thôi con à, già rồi thì phải chết chứ." Con trai với vẻ nghiêm túc: "Rồi trải cho đâu hả ba?" Ông già tía nói: "Tùy, thường người ta đưa về dòng sông quê, nhưng quê mình xa quá, ba không làm khó các con, tốt nhất là một chuyến cao tốc Vũng Tàu giải từ sông ra biển, các con có dịp vui chơi tắm biển vài ngày rồi về." Con gái cười tủm tỉm bảo: "Tàu du lịch ai người ta cho mang cho cốt xuống tàu hả ba?" Tía già nói: "Ai bảo con ngu, khai ra làm gì? Cứ cho ba vào ba lô, đeo trên lưng như đeo đồ, xuống tàu ra thẳng hành lang ban công như hóng mát, rồi thoải mái mà giải cho." Vẫn là cô con gái: "Thế nhỡ đang giải, bảo vệ ra thì làm sao hả ba?" "Thì con cứ quăng cả hũ xuống lòng sông, kệ cho nó trôi đi đâu thì trôi." Cậu con trai bật phì cười ha há. Cô con gái bụm miệng cười hí hí. Ông già tía cũng góp cười hơ hớ. Rồi cả ba cha con cùng hát lên câu hát: "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi." Vợ đi công tác, 2 ngày sau chồng nhắn tin: "Thìa, dao và nĩa nhà mình em cất đâu rồi?" Vợ nhắn trả lời: "Hãy ngủ ở nhà." Lão chồng cóc hiểu gì cả, tìm mãi vẫn không thấy đâu. 2 ngày sau lại nhắn: "Toàn bộ thìa, dao, nĩa em để đâu?" Vợ nhắn tin trả lời y chang: "Hãy ngủ ở nhà." Một tuần sau, vợ đi công tác về, chồng vừa nhìn thấy vợ, hầm hầm xông đến hỏi: "Tôi hỏi cô là cô giấu đâu hết đống thìa, dao và nĩa rồi hả?" Vợ chẳng nói chẳng rằng, dắt vào phòng ngủ và lật tấm vải phủ lên. Dưới đó toàn bộ một đống thìa, dao, nĩa, rồi lạnh lùng nói: "Tôi đã bảo anh hãy ngủ ở nhà mà anh không chịu nghe.
Bây giờ anh hãy trả lời tôi, cả tuần rồi, buổi đêm anh ngủ ở đâu hả? Một người phụ nữ nọ có ba người con trai. Khi họ lớn lên, rời khỏi nhà của cha mẹ và bắt đầu cuộc sống riêng. Khi tụ họp với nhau, cả ba bắt đầu thảo luận về những món quà mà họ đã tặng cho người mẹ già của mình. Anh cả nói, anh đã xây một ngôi nhà lớn cho mẹ của chúng ta. Anh hai nói, em thì mua cho bà ấy một chiếc Mercedes. Người em út mỉm cười và nói, còn em tìm kiếm món quà tuyệt nhất. Các anh có nhớ mẹ thích đọc tiểu thuyết như thế nào không? Nhưng thị lực của bà đã suy giảm, vì vậy em đã gửi cho bà ấy một con vẹt tuyệt vời thuộc lòng toàn bộ tiểu thuyết hay ho nhất, đã sống trong hiệu sách được 12 năm để đọc đủ thứ tiểu thuyết trên đời. Mẹ chỉ cần nói với con vẹt một vài từ hay một đoạn bất kỳ và nó sẽ đọc giúp mẹ đấy. Ngay sau đó, bà mẹ đã gửi thư để cảm ơn họ. Đi mà, bà viết cho đứa con trai đầu lòng như sau. Đi mà, ngôi nhà con xây to quá, mẹ chỉ sống trong một phòng, nhưng lại phải giữ cho cả ngôi nhà sạch sẽ. Bà viết cho con trai thứ hai, Igor, mẹ đã quá già để đi du lịch, hầu hết thời gian mẹ chỉ ở nhà, vì vậy mẹ sẽ hiếm khi sử dụng chiếc Mercedes. Bà viết cho cậu con trai thứ ba, Ivan thân mến, con luôn đoán chính xác những gì mẹ muốn, thịt con chim đó rất ngon. Những chiếc bánh trong cuộc đời. Lúc yêu nhau thì muốn ăn bánh hỏi, lấy nhau về thì có bánh phu thê, tình nghĩa vợ chồng luôn có bánh khoái, đem lòng nghi kỵ thì có bánh canh, chi ly từng đồng đành nhai bánh bèo, ra vào đụng mặt đã có bánh gai, cãi nhau hoài chán có thêm bánh đập, đập cho bầm dập rồi ăn bánh tét, đánh cho tơi tả đã có bánh phồng, nhừ từ xong rồi nếm bánh da lợn, gọi công an đến có ngay bánh còng, sức khỏe kém rồi đành ăn bánh ít, đi đứng loạng choạng chỉ còn bánh bò, cuối một quãng đời thì có bánh tiêu. Điều yêu thích nhất, người đàn ông trở về nhà sau giờ làm việc và được cô vợ chào đón trong một bộ đồ ngủ cực kỳ gợi cảm. Cô vợ kêu bằng giọng phấn khích, hãy trói em lại đi và làm bất cứ điều gì anh muốn. Thế là anh chàng trói vội cô vợ lại và ra ngoài chơi một ván cờ đến tối mịt mới về. Thù dai thế, sếp đi công tác với cô thư ký và ở trong một khách sạn. Sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi sạch sẽ, sếp liền đi qua phòng cô thư ký ở cạnh phòng sếp, buồn bã than thở, không biết vợ tôi ở nhà có đi với thằng nào mà gọi điện hoài nó không bắt máy. Cô thư ký cũng than vãn, trời ơi, thằng chồng em cũng vậy đấy, không biết nó đi với con nào mà điện thoại nó cũng không nghe máy. Sếp hỏi, thế bây giờ tính sao? Cô thư ký đưa mắt nhìn sếp rồi nói, mình bị bọn họ ở nhà cắm sừng rồi sếp ơi. Sếp nhìn cặp ngực hở hình trắng muốt của cô thư ký rồi bảo, thế bây giờ mình tính sao đây? Cô thư ký nhíu mày, bây giờ mình phải trả thù. Thế là cô thư ký và sếp ôm nhau để trả thù. Sau khi trả thù xong, sếp trở về phòng mình ngủ, còn cô thư ký thì nằm nằm dài lim dim đôi mắt. Giữa đêm, sếp đang ngủ say thì nghe có tiếng gõ cửa phòng, đang ngủ ngon mà bị đánh thức. Sếp quạo quọ hỏi, ai đấy? Tiếng cô thư ký, sếp ơi, em muốn trả thù nữa.
Sếp bực bội nói, trời ơi, sao cô thù dai thế? Cứu Tôn Ngộ Không. Lại nói đường Tam Tạng phụng mệnh Quan Âm Bồ Tát và đường Thái Tông đến Thiên Trúc thỉnh bộ Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng Chân Kinh về đại đường để phổ độ chúng sinh. Từ ngày ra đi đến nay đã được 1 tháng. Hiện trước mặt ông chính là Ngũ Hành Sơn, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhìn ngọn núi cao sừng sững, đường Tam Tạng chặt lưỡi. Trời ơi, giá mà trước đừng tiết kiệm, học luôn khóa leo núi có phải tốt hơn không? Chợt nghe tiếng huyên náo bên trái, đường Tam Tạng vội vàng xách dép chạy sang bên cạnh nghe ngóng. Đập vào mắt ông là một tấm biển lớn, triển lãm khỉ bị núi đè mấy trăm năm không chết. Giá vé người lớn 20 lượng, trẻ em từ 12 đến 18 tuổi tính 75%, dưới 12 tuổi tính 50%. Mua 10 vé tặng một vé, ký tên thổ địa. Phía bên trong có một ông già ngồi rung đồi vuốt râu. Đường Tam Tạng lại gần và hỏi, tôi là người tu hành, có thể phở ri một lần không? Không được. Thế thì chúng tôi ăn cám à? Ông tham thế. Đường Tam Tạng toan bỏ đi thì nghe thấy tiếng la trời. Ông có phải là Đường Tam Tạng, hòa thượng từ đại đường đến Tây Thiên thỉnh kinh không? Chính là bần tăng đây. Thật không đấy? Thời buổi hàng giả nhiều thế này, ông có gì chứng minh không? Đường Tam Tạng tự ái nói, có giấy chứng nhận do đích thân hoàng thượng ký đây. Dứt lời, tờ giấy bay vụt khỏi tay ông. Đường Tam Tạng kêu lên oai oái, cướp giật bà con ơi, cướp giật. Thổ địa vỗ vai, ông anh yên chí đi. Tôi đầu trọc, làm gì có chí mà yên. Thì yên tâm đi, con khỉ đấy nó giở trò giật đồ của khách là chuyện thường đấy mà, tí nữa nó trả ngay thôi. Khỉ gì mà như con cáo, hử, tại sao lại bị đẻ ở đây chứ? Nó vốn là tể thiên đại thánh ở trên trời, phạm tội đại náo thiên cung nên bị Phật tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn đã 100 năm năm nay. Trời ơi, 500 năm rồi sao? Đường Tam Tạng kêu lên, chết rồi, thế thì nó bẩn phát khiếp, nếu để nó cầm thì còn gì là công văn của ta nữa. Nói rồi đường Tam Tạng chạy vụt vào bên trong. Thổ địa chạy theo la oai oái, còn ngươi còn chưa mua vé, đứng lại, định xù hả? Đường Tam Tạng vào bên trong quả nhiên thấy có một con khỉ mình đầy lông lá đang bị đè dưới chân núi. Vừa thấy đường Tam Tạng, nó kêu lên, sư phụ, mau cứu đệ tử. Ê, đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nhé. Ai sư đồ với nhà ngươi? Con là Tôn Ngộ Không. 500 năm trước, Phật Tổ Như Lai đã nói 500 năm sau sẽ có một vị hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên thỉnh kinh đi qua đây. Nếu con chịu làm đồ đệ của người thì sẽ giải thoát con khỏi Ngũ Hành Sơn. Cái này ghi rõ trong hợp đồng rồi, sư phụ không xù được đâu. Thì ra là thế, nhưng ta làm sao cứu mi? Dạ, Phật Tổ Như Lai đặt bát quốc phá núi là bài niệm kinh của Kim Kim Thiền Tử. Sư phụ là hậu thân của Kim Thiền Tử, chỉ cần sư phụ đọc một bài kinh thì con sẽ được giải thoát. Đọc xong nhớ trả tiền công cho ta nhé. Đường Tam Tạng lào bào rồi ngồi xuống tụng kinh. Quả nhiên một lúc sau, ngọn núi rung rinh rồi nổ tan tành. Thổ địa chạy vào thấy Tôn Ngộ Không được giải thoát thì ngậm chân kêu lên, thôi thế là toi rồi, người đảm đổ nồi cơm của ta rồi. Tôn Ngộ Không tức giận bay vọt tới gõ liên hồi lên đầu thổ địa, dám lấy ta làm vật trưng bày hả? Đường Tam Tạng thấy Tôn Ngộ Không thoát được bèn nói, ê, thế còn vụ ta giải thoát cho mi thì sao? Tôn Ngộ Không quỳ xuống nói, yên tâm đi, tôi không xủ đâu mà sợ, sư phụ, đệ tử
nguyện đi theo người đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thật chứ? Đường Tam Tạng không giấu nổi vẻ thất vọng khi không được trả lương. Free, thủ lao chứ gì? Ok, điều này Phật Tổ nói rõ rồi. Thủ lao free luôn. Thế thì được, chúng ta lên đường thôi nào. Vợ ngoại tình lại nói về Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống. Một hôm, Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống buồn rầu ngồi nói chuyện với nhau. Lưu Bị nói, chán quá, còn vợ tao, nó lại ngoại tình với thằng Vân. Khổng Minh, Bàng Thống vội thưa, sao chúa công lại biết? Thì vì một hôm tao về nhà, thấy dưới gầm giường vợ tao có cái giáo rất đẹp. Khổng Minh đáp, thế thì vợ thần thòng lòng cùng thằng dâu ẻn hàm ngái mày ùm Trương Phi rồi. Lưu Bị, Bàng Thống reo lên, ủa, thế sao người biết? Khổng Minh đáp, vì tôi thấy dưới giường của vợ tôi có thanh bát xà mâu. Bàng Thống vội nói, vậy thì chắc chắn vợ tôi đang ngoại tình với con ngựa xích thố rồi. Khổng Minh, Lưu Bị, ôi, sao người lại biết chứ? Bàng Thống đáp, bởi vì lúc nãy tôi về nhà, tôi thấy thằng Quan Vũ ở dưới gầm giường. Ngã lộn cổ lại nói về Lã Bố đánh thắng Tào Tháo ở Bộc Dương, liền tổ chức đại tiệc. Sau vài tuần rượu, Bố đã ngà ngà say, liền rút đèn pin ra chiếu lên trời rồi nói, hôm nay thằng nào mà theo ánh sáng đèn pin trèo lên được nóc nhà thì ông cho ăn tối với điêu thuyền. Tàng Bá, để tao, chuyện nhỏ. Cao Thuận, tao, tao làm được. Trương Liêu, để tao, tụi mày thì biết cái gì? Trần Cung lên tiếng, dừng lại đi mấy thằng ngu, không biết tụi bay ăn cái gì mà ngu thế. Thằng Bố, nó mà tắt cái đèn pin giữa chừng thì tụi bay ngã lộn cổ cả nút. Giải quyết nỗi buồn, Triệu Vân qua đường, tự nhiên thấy Trương Phi luống cả luống cuống làm cái gì đó. Triệu Vân mới hỏi, Phi, mày làm sao thế? Từ sáng đến giờ, tao toàn gặp xui mẹ. Sáng dậy, tao mở cửa thì cửa rụng, sau đó cầm mâu thì đầu mâu tự nhiên gãy. Lên ngựa cầm yên cương thì dây cương đứt. Ui, chu choa, mày gặp xui thế. Ừ, bây giờ tao đang phân vân, có nên đi giải quyết nỗi buồn hay không? Chứ lỡ đụng vào nó rụng mất một cái thì chết tao. Hai thằng ngu lại nói về điêu thuyền. Một hôm, Lữ Bố bùng họp đi chát. Nhưng Lữ Bố lại mang theo cái tính lấc cấc ra hàng chát nên bị mấy thằng trẻ con nó đánh cho tím mắt, ôm đầu chạy về nhà. Vừa mở cửa thì thấy ngay thằng Trương Liêu đang nằm với điêu thuyền. Bố hét lên, thằng Đóc, dám vào tận nhà tao, ăn hàng của tao, mày ra đây. Tao với mày chơi như hai thằng đàn ông. À quên. Trương Liêu đáp, ok, nhưng không hút nhau đâu đấy, vì tao đếch có sừng. Sau khi ra ngoài, Lữ Bố dì tai Trương Liêu, thôi, dù sao tao với mày cũng là chiến hữu, chẳng lẽ lại xử nhau vì một con hàng. Bây giờ thế này nhé, tao với mày giả chết, nó chạy đến ôm thằng nào mà khóc thì nó là của thằng đấy. Hai tiếng hự vang lên rất to. Điêu thuyền mở cửa chạy ra gào to, chui ra đi anh chử ơi, hai thằng ngu nó chết hết rồi. Chúc mừng hạnh phúc. 11 giờ trưa, hắn vội vàng rút ngăn kéo bàn, lấy ra hai bao thư đã đóng dấu sẵn tên của hắn. Một cái hắn ghi chữ kính viếng, còn một cái hắn ghi dòng chữ chúc mừng hạnh phúc
Hắn rút ví, lấy 2 triệu bỏ vào bao thư mừng đám cưới con thằng bạn nối khố. 500.000 bỏ vào bao thư phúng viếng đám tang. Bụng bảo dạ, có 2 việc, hiếu, hỷ, phải đi việc hiếu trước, việc hỷ sau. Đến số 5 Trần Thánh Tông, gửi phong bì viếng mẹ cô bạn trước, rồi quay về cung văn hóa hữu nghị Việt Xô dự cưới con thằng bạn. Chiếc xe SH mô mốt màu đỏ xé gió lao đi luồn lách trong dòng người xe hối hả. Khoảng gần 10 giờ đêm, điện thoại kêu tinh báo tin có Zalo. Hắn lập cập mở ra xem, thấy cô bạn có mẹ đưa tang lúc chiều, gửi hắn tấm hình chụp cái bao thư chúc mừng hạnh phúc, đồng nghĩa với đám cưới sẽ có chiếc bao thư kính viếng. Hắn trằn trọc suốt đêm không ngủ. Hắn nghĩ câu chó dại có mùa, người dại quanh năm đúng thật. Hắn chờ trời sáng nhắn tin cho ông bạn cưới con: tôi thành thật xin lỗi anh, hôm qua tôi bỏ nhầm phong bì vào thùng thùng thư con anh cưới. Tao biết rồi, lúc kiểm quà mừng tao thấy mày mừng cháu 2 triệu hào phóng thế, nhầm có quan trọng gì đâu, lần sau cẩn thận hơn nhé. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Vụ mẹ cô bạn tạm gác lại, sau tuần 49 ngày sẽ tìm gặp xin lỗi sau. Anh chồng phát hiện bụng vợ to hơn bình thường bèn hỏi: anh đã mua thuốc tránh thai cho em rồi cơ mà, em không uống. Em muốn vợ chồng mình có thêm một đứa con nữa. Nói thật với anh chứ, chỗ thuốc ấy em đem cho đàn gà ăn hết rồi. Anh chồng giãy nảy lên: giời ơi, thảo nào mấy tháng này đàn gà không đẻ được quả trứng nào cả. Có một anh bợm nhậu tới gặp bác sĩ về vấn đề sức khỏe của mình. Bác sĩ đưa ra một ví dụ cho anh ta thấy tác hại của rượu. Ông cho người đem một xô nước và một xô rượu đến trước một con bò. Con bò liền đi đến xô nước và uống. Ông bác sĩ nói: đấy, anh thấy chưa? Con bò cũng biết là rượu có hại cho sức khỏe. Bợm nhậu hỏi lại bác sĩ: thế giữa xô rượu và xô nước, bác sĩ sẽ chọn uống xô nào ạ? Đương nhiên là xô nước rồi. Tên bợm nhậu hắng giọng: đúng là ngu như bò mà. Cái nào ra cái đó. Trong quán bún mắm, chàng trai giận dữ hét lên: này, chủ quán, tại sao trong bát bún của tôi lại có một cọng lông thế này? Đổi ngay bát khác đi. Nàng e thẹn liếc yêu: sao hôm nay tự nhiên lại khó tính thế? Tối hôm qua còn úp mặt vào cả đống mà có thấy anh phàn nàn tiếng nào đâu. Bây giờ chỉ có mỗi một cọng mà lại nhăn nhăn nhó nhó như thế. Chàng trai nghiêm mặt: không phải đâu em, tính anh là rất rõ ràng. Nếu tối hôm qua ở trong chỗ ấy mà có một cọng bún là không xong với anh đâu. Tính anh là cái nào ra cái đó. Một hôm, Diêm Vương gọi thần chết đến rồi bảo: dạo này dưới âm phủ thiếu người mà ta cần trẻ con, người hãy lên trần gian bắt cho ta. Thần chết tuân lệnh, lên trần gian đi một vòng bắt được khá nhiều mang về, rồi vào bẩm báo với Diêm Vương: dạ thưa Diêm Vương, con đã bắt đủ số người ngài cần rồi, mời ngài kiểm tra. Diêm Vương ra xem liền gọi thần chết đến và bảo: ta đã bảo nhà ngươi bắt trẻ con thôi, sao ngươi lại bắt cả thanh niên trung niên rồi cả ông già thế này? Dạ thưa Diêm Vương, ngài bảo con là lên đó cứ thấy thằng nào cởi chuồng bú mẹ là bắt, nên con làm theo lời ngài đấy ạ. À?
Vợ chồng già trò chuyện với nhau. Bà nó ạ, đêm qua tôi thấy một giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi còn là trai tân và đến cầu hôn bà. Vậy có gì mà ông cho là tuyệt vời chứ? Vì trong mơ bà đã từ chối lời cầu hôn của tôi. Cao thủ võ lâm. Thiếu phụ đang làm cơm trong nhà bếp, bỗng có tiếng gõ cửa. Bà ta bỏ dở việc bếp núc rồi chạy ra. Có một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi: "Thưa bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khiêu gợi hay không?" Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người thiếu phụ sững sờ trong giây lát. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, bà liền đóng sập cửa lại, không thèm trả lời người đàn ông. Chiều hôm sau đó, lại có tiếng gõ cửa, vẫn là người đàn ông hôm trước, vẫn là câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh, đóng cửa và bước vào trong nhà. Câu chuyện đó cứ tiếp diễn ra suốt một tuần lễ liền. Người thiếu phụ không chịu nổi nữa, bèn kể đầu đuôi câu chuyện với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa của người đàn ông. Người vợ đi ra mở cửa: "Chào bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khiêu gợi hay không?" Yên chí lớn là đã có chồng đứng phía sau cánh cửa. Người thiếu phụ trả lời người đàn ông một cách mạnh bạo: "Ồ, nếu mà thật sự đúng như vậy thì có sao không thưa ông?" Người đàn ông vội vàng trả lời: "Thưa bà, nếu đúng là như vậy, xin bà vào nói với ông nhà là xin hãy dùng đồ nhà đi, chứ đừng có sang la cà ve vãn vợ tôi mỗi ngày nữa nhé. Xin chào và rất cảm ơn bà đã lắng nghe." Sau một trận khẩu chiến kịch liệt, hai vợ chồng nọ không thèm nhìn mặt nhau nữa. Tuy là ngủ chung giường, nhưng cứ đến tối thì quay lưng lại với nhau mà ngủ, chẳng ngó ngàng gì đến nhau. Một tuần lễ trôi qua như vậy, đến đêm thứ 8, khoảng nửa đêm, chị vợ thức dậy tìm hộp bao cao su đưa cho chồng. Anh chàng ngạc nhiên hỏi: "Được cái đó cho tôi làm gì?" "Thì còn làm gì nữa? Giận thì cũng phải có trách nhiệm chứ. Anh với tôi cứ giận nhau, chứ chúng nó đâu có giận mà bắt chúng nó phải chịu khổ như vậy chứ." Một chàng trai và một cô gái đi dạo trong công viên, không bán kem, không bán nước, cũng không bán hoa. Một thông báo treo: "Không xả rác, không nhạc phổ, phạt 40 rúp nếu vi phạm." Chàng trai nói: "Nhổ đi, anh trả." Bộ củi giúp. Có một lão nông chuyên làm nghề dọn vườn, lợp nhà và đánh gốc cây và bổ củi vân vân. Khi có việc gì khó khăn, lão thường dùng câu cửa miệng: "Làm dái gì mà dọn?" để trấn tĩnh mình. Một hôm, ngồi nhâm nhi chén rượu với đậu phụ chấm mắm tôm, đó là món khoái khẩu của ông, thì có một cô gái trẻ hàng xóm sang bảo: "Ông ơi, hôm nay ông sang bổ củi cho cháu nhé." Lẽ ra phải nói là bổ củi giúp cháu thì cô lại nói tắt. Đang uống dở mồm, lão khó chịu đáp: "Thế chồng mày đâu mà lại nhờ tao bổ hả?" Cô gái cười lấy lòng: "Dạ, nhà cháu đi vắng thì cháu mới phải nhờ ông chứ." Tất nhiên là lão rất vui nên mới nhận lời: "Thôi được, thế mày cứ về đi, tí nữa tao sang, làm dái gì mà rộn." Được lão nhận lời, cô gái mừng quýnh lên, vội về nhà sửa soạn để lão ta sang bộ. Chờ mãi không thấy lão đâu, cô gái sang giục: "Ông ơi, ông sang ngay đi, cháu sốt ruột lắm rồi." Chưa ăn uống xong bị giục, lão bực mình và gắt: "Được rồi, tao sang ngay đây. Tao thế này
mà còn khỏe lắm đấy. Bổ một cái là được ngay thôi, chứ làm dãi gì mà dồn. Bệnh đãng trí. Có một người vẻ mặt lo lắng đi gặp bác sĩ để khám sức khỏe định kỳ. Ông bác sĩ hỏi, sức khỏe của ông vẫn bình thường đó chứ? Nói thật với bác sĩ là tôi dường như mắc chứng bệnh đãng trí thì phải. Tôi không bao giờ chắc chắn được là mình đã đậu xe ở đâu hoặc đã trả lời thư chưa. Tôi luôn tự hỏi mình mang đi đến đâu và sẽ làm gì khi đến nơi đó. Vì thế, tôi rất cần sự giúp đỡ của ông, bác sĩ ạ. Ông bác sĩ trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng bảo, thế thì ông trả tiền khám bệnh cho tôi trước đi. Gà có răng. Thực khách nói với phục vụ bàn, qua những cái răng, tôi có thể xác định được tuổi của con gà trên đĩa kia. Xin lỗi nhưng thưa ông, theo tôi biết thì gà làm gì có răng ạ? À? Sao lại gà? Là tôi nói răng tôi đó chứ. Sẵn sàng tha thứ. Có một đêm nọ, anh chồng ôm vợ thủ thỉ. Em ơi, nếu phát hiện anh ngoại tình, em có tha thứ cho anh không? Nghe chồng hỏi vậy, vợ vùng dậy, tóm ngực chồng rồi rít lên. Tôi mà biết anh lén phén với con nào là chết với tôi đấy. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Thấy vậy, anh chồng kéo vợ nằm xuống ôn tồn rồi giải thích. Ngoại tình thì có gì xấu, miễn sao là vợ chồng vẫn yêu thương và sống hạnh phúc với nhau là được rồi mà. Rồi anh chồng hôn lên môi vợ an ủi. Nếu như em ngoại tình thì anh cũng sẵn sàng tha thứ cho em ngay. Cô vợ khẽ khọt. Ôi, anh nói thật đấy chứ? Anh chồng đang hưng phấn liền khẳng định. Anh xin thề, không bao giờ thất hứa với em đâu. Chồng vừa dứt lời, cô vợ mừng quá bật dậy, cúi xuống gầm giường hô to. Anh ơi, chồng em đã hứa như thế rồi, anh chui ra ngay đi, không còn gì phải sợ nữa đâu. Cái ngòi ngắn tún. Có một anh liệt sĩ với thân hình vạm vỡ, với những bắp thịt cuồn cuộn. Một hôm, anh làm quen được một cô gái trẻ. Tán tỉnh một hồi, anh gả cô về nhà. Khi hai người vào phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay lên khoe. Em thấy gì chưa? Mỗi bên là 100 kg thuốc nổ đấy. Rồi anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi. Em xem, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đấy. Kích động một hồi, anh ta mới cởi quần xịp, chuẩn bị lâm trận, vừa ngó qua cái ấy một cái, cô gái vội vàng xách túi bỏ chạy. Anh chàng lực sĩ ngạc nhiên giữ tay cô lại rồi hỏi, sao em lại vội vàng bỏ đi như thế? Chúng ta đã làm gì đâu? Cô gái cố đẩy anh ta ra và tiếp tục bỏ chạy. Ra tới cửa, cô ta ngoái lại, vừa thở vừa kêu, ôi giời ơi, tôi xin, hai khối thuốc nổ cả 100 cân mà cái ngòi của bố thì ngắn tún thế kia, tôi không chạy kịp có mà nó nổ tan xác à. Một đôi tình nhân yêu nhau 10 năm mới quyết định cưới. Sau đêm tân hôn, cô dâu cằn nhằn, sao anh kỳ quá, cái giường cũ vậy mà anh vẫn xài à, ngay cả bộ bàn ăn cũng vậy nữa, cả đồ đạc trong nhà cũng vậy, toàn là đồ cũ, lỗi mốt hết cả rồi. Anh chồng thủng thẳng đáp, cái tính đó của anh chẳng phải là tốt hay sao? Tốt được điểm nào chứ? Anh nói đi. Vợ bực tức, chồng nhún vai đáp, vì tính không ham đồ mới nên 10 năm nay anh chỉ quen mình em đó thôi. Ivan trở về từ ký túc xá với hai con mắt bầm tím khiến người bạn thắc mắc. Người bạn hỏi, cậu làm sao thế? Thật tình,
Tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô ấy thì thấy có một con sâu rơi trên cổ cô ta. Tớ liền đưa tay gỡ nó xuống. Cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu. Thế còn con mắt còn lại thì sao thế kia? Cũng chính là cô ta đấy. Sau khi bị uýnh, tớ nghĩ là cô ta không thích nên bèn đặt con sâu vào chỗ cũ. Trong kỳ thi vấn đáp, thầy giáo hỏi: "Cho tôi biết trong phòng này có mấy cái đèn?" Vova nhìn lên trần nhà và đếm: "Dạ thưa thầy, có 4 cái ạ." "Sai rồi, có 5 cái." Nói rồi, thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn. Kỳ thi sau, Vova lại gặp ông thầy nọ. "Vẫn câu hỏi trước, cậu thử trả lời xem nào." Vova thản nhiên đáp: "5 cái ạ." "Cậu lại xa rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào." "Nhưng em có mang theo dạ, thưa thầy." Nói xong, vô và rút ra từ trong túi quần của mình một cái bóng đèn. Người vợ đến gần chồng, cô ngồi xuống đầu gối anh, hôn anh dịu dàng và hỏi: "Anh yêu, sắp đến sinh nhật em rồi. Anh định tặng em món quà gì thế?" Người chồng đứng dậy, nắm tay người vợ yêu dấu của mình, dẫn cô đến bên cửa sổ và chỉ: "Em có thấy một chiếc Audi màu đen ở lối vào bên kia không?" "Dạ vâng anh yêu, em có nhìn thấy ạ?" "À? Chà chà, đây là những chiếc quần cùng màu." Người cha gọi Vova lại và nói: "Vova, con đã là một cậu bé trưởng thành rồi đấy. Con muốn làm gì khi lớn lên?" "Dạ, cậu giao bánh pizza." "Ồ, chỉ có thế thôi sao? Con trai ta, một chàng trai thông minh, sẽ chỉ làm một anh chàng giao bánh pizza đơn giản vậy ư?" "Không ạ, vẫn còn nữa. Con muốn làm người cắt cỏ thuê ạ." "Và cũng chỉ có thế thôi sao con trai?" "Không, vẫn còn nữa ạ. Con muốn đi làm người dọn hồ bơi." Người cha ngả lưng trên đi văng và gọi với vợ trong bếp: "Này mẹ nó, hình như anh tìm thấy chiếc băng cassette đó rồi." Một cặp vợ chồng đang ngồi ở quán bar. Trong lúc đó, người vợ để ý đến một người đàn ông nào đó ở trong quán bar và chỉ vào anh ta, cô nói: "Nhìn anh chàng kia đi, em đã chia tay với anh ta 7 năm về trước. Kể từ đó, anh ta cứ luôn say khướt như thế. Thôi nào em, anh nghĩ không nên ăn mừng lâu như thế đâu." Trước khi chính thức cử hành hôn lễ, người chủ trì nói to với tất cả mọi người có mặt: "Phút thiêng liêng nhất của buổi lễ ngày hôm nay bắt đầu. Còn ai ở đây có điều gì muốn nói cùng với cô dâu chú rể hay không?" Cả hội trường đang im lặng, đột nhiên trở nên huyên náo lộn xộn khi có một người phụ nữ bế theo một bé khoảng chừng 3 tuổi tiến lên phía trước. Mọi người có mặt vô cùng ngạc nhiên, còn gương mặt của chú rể trở nên xanh mét như tàu lá chuối. Riêng cô dâu thì bị sốc đến mức gần như ngất xỉu. Người chủ trì cố giữ nét mặt bình tĩnh hỏi người phụ nữ: "Cô gái à, có chuyện gì muốn nói cùng cô dâu và chú rể ư?" Người phụ nữ bối rối đáp: "Ồ, thưa ông, không có gì cả. Thật là ngại quá, tại vì ngồi ở hàng ghế cuối, nghe không rõ, nên hai mẹ con cháu mới lên đây tìm chỗ nào ngồi gần thôi ạ." Một cô gái đi chơi ở bãi biển, nhưng ở đó không có nhà vệ sinh, nên liều ghé vào bên đường để giải quyết nỗi buồn. Ngay lúc đó có một ông Tây đi ngang qua, liền nói: "No, no, no." Cô ấy cúi xuống nhìn lại, rồi lớn tiếng cãi lại ông Tây kia: "Giời ạ, đen gì thế này mà bảo là nâu à?"